Từ sông Bến Hải đến Dinh Độc Lập. Hồi ký, tác giả Hoàng Đan, giọng đọc Hải Yến, số 11. Mười bảy tháng 4, giữa lúc chúng tôi đang làm việc với tỉnh ủy Phan Rang thì được tin anh em sư đoàn 3 của ta đã bắt được Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh tiền phương quân khu 3, và chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn không quân 6. Sau này có đồng chí hỏi tôi, bọn Vĩnh Nghi có nhiều trực thăng như vậy, sao chúng lại không chạy thoát? Tôi đã trả lời đúng như Nghi và Sang đã khai. Khi các ông tấn công theo đường 1, chúng tôi đã cho máy bay ra đánh phá. Bọn phi công của chúng tôi thấy các ông tản ra ẩn nấp, tưởng là đã đánh tan đội hình, và chúng tôi cũng tin như vậy. Đến lúc thấy xe tăng của các ông xuất hiện, tôi và chuẩn tướng Sang chạy ra máy bay, nhưng tất cả đều đã muộn. Bọn lính lái máy bay của chúng tôi đã chạy hết. Không còn cách nào khác, tôi và Sang phải cải dạng chạy ra biển Cà Ná tìm thuyền vượt. Nhưng bộ đội giải phóng cũng đã tràn ngập ở đây, thế là chúng tôi hết lối thoát. Sau khi giải phóng hoàn toàn tỉnh Phan Rang, chúng tôi tiếp tục được lệnh tiến về Phan Thiết. Trưa ngày 18 tháng 4, hai phái viên của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ huy Trung đoàn 812 đến gặp chúng tôi, báo cáo lại toàn bộ tình hình ta địch và địa hình Phan Thiết. Cân nhắc toàn bộ các mặt, chúng tôi quyết định tiến công Phan Thiết vào ban đêm để tránh không quân địch ở Sài Gòn bay ra đánh chặn. Lần này Trung đoàn 18 thay Trung đoàn 101 đảm nhiệm thê đội 1, có một tiểu đoàn xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh hỗ trợ. 19 giờ, đội hình tiến công xuất quân. Khi Trung đoàn 18 đến gần địch, cơ quan chỉ huy chúng tôi dừng lại và triển khai ngay cạnh đường để chỉ huy. Đúng 20 giờ, sau một đợt pháo bắn dồn dập, xe tăng và bộ binh ta vượt qua cầu đánh chiếm bờ Nam. Sau đó, một tiểu đoàn bộ binh ở lại đánh để mở rộng đầu cầu. Lực lượng còn lại xông thẳng vào thị xã. Ở đây, tôi cũng cần nói rõ là bắt đầu từ Phan Rang đến Sài Gòn, bộ binh chúng tôi tuy ngồi trên xe ô tô, nhưng cách chiến đấu giống như ngồi trên xe bọc thép, như bộ binh cơ giới. Thông thường bộ binh nếu có xe bọc thép thì ngồi trên xe chiến đấu, chỉ xuống đất khi địch chống cự mạnh. Còn ô tô chỉ chở bộ binh đến khu tạm dừng, sau đó đi bộ để tiến vào khu triển khai chiến đấu. Ô tô chỉ là xe vận tải người, không phải là xe chiến đấu. Nhưng ở đây địch yếu nên chúng tôi dùng ô tô đi cùng xe tăng để tiến công. Chỉ khi gặp địch chống cự mới xuống xe. Khoảng 21 giờ, tại cơ quan sở chỉ huy, chúng tôi đã nghe rõ nhiều loạt đạn pháo xe tăng và các loại súng máy bắn nhiều trong thị xã. Đúng 22 giờ, nhiều loạt đạn pháo hiệu xanh đỏ được bắn lên, báo hiệu ta đã cơ bản chiếm xong thị xã. Chúng ta lập tức lệnh cho một tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đội tăng tiến ra chiếm cảng Ninh Chữ để chặn đường chạy của địch. Các lực lượng khác triển khai chiếm giữ căn cứ và cảnh giới đề phòng địch tập kích, không tiến hành truy quét địch trong đêm. Chỉ huy sở của chúng tôi cũng ở lại tại chỗ, không vào thị xã trong đêm. Sáng ra, sở chỉ huy tiền phương quân đoàn cùng sở chỉ huy sư đoàn 325 di chuyển vào trung tâm thị xã. Trên đường đi, gặp một số tù nhân của chế độ cũ được ta giải phóng, một số anh em tù chính trị, là cán bộ quen biết các đồng chí đại diện của quân khu 6 đi cùng quân đoàn. Anh em đó đề nghị chỉ nên giải phóng tù chính trị, còn giữ tù kinh tế lại để xét và thả sau. Nhưng chúng tôi đã thả hết. Sau này ta quản lý vùng giải phóng mới thấy các đồng chí đó đề nghị đúng. Trong số tù kinh tế có một số là cướp và lưu manh chuyên nghiệp, chúng được ta cho ra, nhưng một số lại tiếp tục hành nghề như cũ. Và đặc biệt đó là đất cho các loại gián điệp nước ngoài lợi dụng. Thậm chí trong số tù kinh tế đó, một số là tay sai của bọn cai ngục.
chuyên giúp bọn chúng đàn áp anh em chúng ta. Nghỉ lại Phan Thiết một ngày đêm, chiều ngày 21, chúng tôi lên đường đi vào rừng lá phía bắc Xuân Lộc và tập kết ở đây để chờ lệnh mới. Ngày 22 đang nghỉ ngơi và cho người đi tìm đồng chí Lê Trọng Tấn, thì đồng chí tham mưu trưởng quân khu 6 đến gặp chúng tôi, mang theo thư của đồng chí Lê Trọng Tấn. Trong thư, đồng chí Lê Trọng Tấn ra lệnh cho quân đoàn 2 cho một lực lượng đánh Hàm Tân, tỉnh Lỵ, tỉnh Bình Tuy để hoàn thành việc giải phóng toàn bộ quân khu 6. Khi nhận lệnh, lực lượng cơ bản của quân đoàn đã vượt qua ngã ba đường 1 đi Hàm Tân và vào tập kết ở rừng lá. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho đơn vị đi sau cùng đội hình quân đoàn là Trung đoàn 66 Sư đoàn 304. Đồng chí Bùi Công Ái, tham mưu trưởng quân đoàn, được giao nhiệm vụ tăng cường chỉ huy cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn 304 để trực tiếp chỉ đạo tác chiến. Các tiểu đoàn tăng đã đi quá đường rẽ xuống Hàm Tân. Nếu cho quay lại thì sẽ tốn thêm giờ nổ máy, ảnh hưởng đến chiến dịch lớn về sau. Nên chúng tôi chỉ sử dụng một tiểu đoàn thiết giáp còn đi phía sau để tăng cường cho Trung đoàn 66. Trước lúc đi, đồng chí Ái phân vân là thiết giáp ta chỉ có 12 ly 7, không đủ sức uy hiếp mạnh quân địch để giải quyết nhanh Hàm Tân. Tôi bàn với đồng chí Ái tiến công Hàm Tân vào ban đêm, nên chúng ta cũng có thể kèm theo một xe thiết giáp, một khẩu pháo 85. Khi gặp địch, xe thiết giáp dừng lại, cho triển khai 85 cạnh thiết giáp để ngắm bắn trực tiếp. Như vậy, vừa tăng thêm sức mạnh của thiết giáp khi cần phá hủy các công sự kiên cố, đồng thời uy hiếp tinh thần địch. Trong việc đánh Hàm Tân có chuyện buồn cười là Việt Nam Thông Tấn Xã lại chiếm trước chúng tôi. Nguyên nhân là trong đêm 21, khi quân đoàn lớn của chúng tôi từ Phan Thiết tiến vào, bọn địch ở Hàm Tân hốt hoảng bỏ chạy. Sau không thấy bộ đội ta vào, ngày 23 chúng quay lại Hàm Tân. Sáng 22, khi các đài phương Tây đưa tin địch mất Hàm Tân, đài ta cũng phát lại tin đó, thì Hàm Tân vẫn chưa được giải phóng. Đêm 23 tháng 4, ta tiến công Hàm Tân. Lúc bộ đội ta tiếp cận sát thị xã, cũng là lúc bọn chỉ huy ở Hàm Tân đang liên hoan mừng chiến thắng. Nguyên do có chiến thắng này là đêm 21 lúc chúng bỏ chạy, chúng báo cáo bị ta tiến công mạnh. Chúng phải trì hoãn chiến, rút dần về Bà Rịa, tỉnh Lỵ, Phước Tuy. Và ngày 22, thấy ta không vào Hàm Tân, chúng quay lại và báo cáo đã phản kích chiếm lại được Hàm Tân. Với thành tích đó, một số tên được thưởng huân chương và một số tên được đề bạt lên cấp. Trong lúc bọn địch đang hoan hỉ với nhau, thì bọn trinh sát nghe thấy tiếng xe xích của ta, vội vàng vào báo cáo là có địch tiếp cận tiến công. Tên chủ nhiệm trinh sát chạy ra ngoài nghe và báo cáo lại là không phải tiếng xe tăng, mà chỉ là tiếng xe thiết giáp thôi. Kể ra tên này cũng khá. Đến lúc đó vẫn phân biệt được loại xe đang đến gần chúng. Nhưng người nào đấy trong bọn chúng hốt hoảng kêu lên: "Đúng là xe tăng rồi, gần lắm rồi." Thế là không ai bảo ai, từ ngài đại tá tỉnh trưởng đến đại tá trung đoàn trưởng, không thảo luận, không quyết tâm và không có mệnh lệnh chiến đấu cho ai hết. Ba chân bốn cẳng chạy ra xe và phóng một mạch về Bà Rịa. Chủ tướng đã chạy thì tất nhiên quân cũng không dạy gì mà đánh nhau. Lúc pháo ta bắn và xe thiết giáp xông lên thì chúng bỏ chạy cả. Đồng chí Ái cũng không kịp áp dụng chiến thuật dùng xe thiết giáp với pháo 85 thay cho xe tăng. Quân ta nhanh chóng làm chủ thị xã. Giai đoạn vừa hành quân vừa chiến đấu của chúng tôi từ Đà Nẵng vào đến đây đã kết thúc. Thành phố Sài Gòn đã trước mắt và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đang đón chờ chúng tôi. Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. 9 giờ sáng ngày 22 tháng 4, sau khi giao nhiệm vụ cho đồng chí Ái đi đánh Hàm Tân, chúng tôi lên đường vào Sở Chỉ huy Cánh Đông để gặp đồng chí Lê Trọng Tấn và đồng chí Lê Quang Hòa. Đến nơi, ngoài đồng chí Tấn và đồng chí Hòa, chúng tôi đã thấy đông đủ các đồng chí Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, các đồng chí đại diện các quân binh chủng và đồng chí Hai Nhã,
phái viên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Toàn là những đồng chí quen biết cũ, lâu ngày gặp nhau, nên phải mất một thời gian nói chuyện thăm hỏi, rồi mới bắt tay vào công việc. Đồng chí Hai Nhã, phái viên của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, phổ biến cho chúng tôi ý định chung của chiến dịch mang tên Bác và nhiệm vụ của cánh Đông. Lực lượng chiến dịch rất lớn, gồm 5 quân đoàn, các quân đoàn 1, 2, 3, 4 và đoàn 2, 3, 2 tương đương một quân đoàn và đơn vị địa phương của quân khu 7. Trong lúc theo dõi việc phổ biến ý định chiến dịch, tôi đặc biệt quan tâm về thời gian bắt đầu chiến dịch. Các đơn vị bạn đã tề tựu xung quanh Sài Gòn nhiều ngày trước. Riêng quân đoàn 2 chúng tôi thì đang quá trình tập kết lực lượng. Tôi hơi yên tâm là chiến dịch sẽ bắt đầu vào đêm 26. Như vậy, từ nay đến đó chúng tôi còn 4 ngày đêm. 4 ngày đêm thì gấp thật, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay cũng là quý hóa lắm rồi. Về nhiệm vụ, cánh Đông có vinh dự được phân công chiếm quận 1, trong đó có Dinh Độc Lập và hầu hết các cơ quan chính quyền của chúng như Nghị viện, Bộ Quốc phòng, v.v. Sau khi đồng chí Hai Nhã phổ biến xong, đồng chí Tấn mời đồng chí Hoàng Cầm, tư lệnh quân đoàn 4, người đã ở lâu và quen thuộc mọi mặt ở đây, phát biểu ý kiến đầu tiên về quyết tâm tác chiến của cánh Đông. Đồng chí Hoàng Cầm đã mang theo cả một kế hoạch hoàn chỉnh của cánh Đông, kèm theo cả bản đồ quyết tâm. Liếc nhìn bản đồ, chúng tôi hiểu ngay, đồng chí làm việc theo tình hình mấy ngày trước, tức là cánh Đông chỉ có quân đoàn của đồng chí là chủ yếu, còn lực lượng đang tiến trên đường 1 thì chỉ có nhiệm vụ đánh chiếm Bà Rịa Vũng Tàu. Khi báo cáo, đồng chí Hoàng Cầm vẫn báo cáo theo kế hoạch đã vạch sẵn của đồng chí. Chỉ khác là sau khi biết cánh quân đường 1 có đủ 3 sư đoàn, đồng chí đề nghị dùng một sư đoàn đánh Bà Rịa Vũng Tàu, một sư đoàn tăng cường cho quân đoàn đồng chí làm dự bị, còn một sư đoàn làm dự bị chung cho chiến dịch. Chúng tôi trong bộ tư lệnh quân đoàn tuy không ai nói với ai, nhưng đều thấy không ổn. Nếu như đồng chí Hoàng Cầm đề nghị thì không còn danh nghĩa quân đoàn 2 nữa, các sư đoàn đều xẻ ra dùng vào các nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta đều biết sức mạnh quân đoàn không phải chỉ ở 3 sư đoàn bộ binh mà còn các binh chủng chiến đấu và nhất là bộ tư lệnh quân đoàn với các phương tiện chỉ huy và bảo đảm của nó. Sau khi đồng chí Hoàng Cầm trình bày xong, đồng chí Lê Trọng Tấn và đồng chí Lê Quang Hòa đều thấy cần phải bàn thêm nhiều nên đã chủ động cho nghỉ và chỉ thị cơ quan cũng như các đồng chí trong hai bộ tư lệnh suy nghĩ thêm rồi chiều thảo luận. Cả buổi trưa, chúng tôi phải tranh thủ làm hai việc. Một là thảo luận để thống nhất trong bộ tư lệnh quân đoàn phương án tác chiến và tranh thủ sự đồng tình của các đồng chí trong cơ quan của bộ tư lệnh cánh Đông. Đúng 15 giờ chúng tôi họp lại. Đồng chí Nguyễn Hữu An thay mặt bộ tư lệnh quân đoàn 2 trình bày phương án của quân đoàn. Chúng tôi đề nghị sử dụng cả hai quân đoàn ở thê đội 1. Quân đoàn 4 đột phá cánh phải vào Biên Hòa, dọc theo đường 1 vào thẳng Dinh Độc Lập. Quân đoàn 2 đột phá cánh trái vào nước trong, Long Bình, theo xa lộ Biên Hòa, Sài Gòn, vào khu vực Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảng Sài Gòn. Quân đoàn tách một sư đoàn đánh Bà Rịa Vũng Tàu. Đánh theo cách này sẽ tạo ra sức mạnh đột phá ban đầu và sau đó hai mũi song song đột kích sẽ hỗ trợ cho nhau thuận lợi trong quá trình phát triển tiến công. Sau khi chúng tôi trình bày phương án, các đồng chí cơ quan chiến dịch đều ủng hộ. Các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cũng đồng ý với chúng tôi. Đồng chí Hoàng Cầm cười, nói: vì phương án đã chuẩn bị sẵn, các sư đoàn cũng đã chuẩn bị theo phương án đó. Hơn nữa cũng không rõ tình hình quân đoàn 2 và nhất là quân đoàn 2 mới vào chưa kịp chuẩn bị. Nay được biết quân đoàn 2 có đủ 3 sư đoàn, các đơn vị pháo tăng vào đầy đủ. Bản thân Bộ Tư lệnh Quân đoàn thấy chuẩn bị kịp thì Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cũng hoàn toàn ủng hộ phương án dùng cả hai quân đoàn ở thê đội 1 song song đột kích. Đồng chí Tấn và đồng chí Hòa trao đổi với nhau và nhanh chóng thông qua phương án tác chiến,
dùng hai quân đoàn cùng đột kích một lúc. Bước sang phần tổ chức hiệp đồng, có một việc tế nhị là quân đoàn 4 được phân công đánh chiếm Dinh Độc Lập, nhưng quân số và trang bị của quân đoàn 4 đều ít hơn quân đoàn 2. Hơn nữa, quân đoàn 2 đã có nhiều kinh nghiệm đột phá nhanh trong hành tiến qua các trận Đà Nẵng, Phan Rang, Phan Thiết. Vì vậy, có nhiều khả năng quân đoàn 2 sẽ vào trước. Lẽ dĩ nhiên, Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 không nêu vấn đề này ra vì lúc này ai cũng muốn đơn vị mình lập nhiều thành tích nhất. Các đồng chí trong Bộ Tư lệnh quân đoàn 4 cũng cảm thấy khả năng quân đoàn 2 vào trước có thể xảy ra. Nhưng đơn vị nào cũng thấy bản thân mình phải phát huy nỗ lực cao nhất, nên cũng không nêu ra trường hợp quân đoàn 2 vào trước thì có vào Dinh Độc Lập không. Cuối cùng, đồng chí Ngô Hùng, phụ trách cơ quan tham mưu của cánh Đông, nêu lên vấn đề: nếu quân đoàn 4 tiến chậm thì quân đoàn 2 vẫn tiến thẳng hay đánh vòng sang phải để chi viện cho quân đoàn 4 tiến lên nhanh? Đồng chí Lê Trọng Tấn trả lời: trong song song đột kích, cách chi viện cho nhau tốt nhất là cứ thọc sâu vào phía trong, không đánh quật sang phải sang trái. Lý lẽ như vậy thì không ai có thể tranh cãi được rồi, vì vậy vấn đề được thông qua. Sau hội nghị, đồng chí Ngô Hùng có nói riêng với đồng chí Lê Trọng Tấn: nếu từng đơn vị cứ thọc nhanh vào trong thì quân đoàn 2 sẽ vào trước. Đồng chí Tấn nói: ai vào cũng được, đơn vị nào cũng đều là quân đội nhân dân Việt Nam cả. Vấn đề là phải vào thật nhanh, phải đánh chiếm Dinh Độc Lập càng sớm càng tốt. Sớm được giờ phút nào thì đỡ xương máu cho bộ đội, đỡ tàn phá cho thành phố. Sau khi kết luận những điểm chính về hiệp đồng và chỉ thị thêm những điểm cần thiết về tổ chức bảo đảm, đồng chí Lê Trọng Tấn thông báo theo quyết định của Bộ Chỉ huy Chiến dịch trực tiếp nắm các quân đoàn. Đồng chí Lê Quang Hòa đi trong đội hình Bộ Chỉ huy Chiến dịch, còn đồng chí Lê Trọng Tấn và một số cán bộ vẫn ở lại hướng Đông để đôn đốc và tổ chức hiệp đồng tác chiến giữa quân đoàn 2 và quân đoàn 4. 19 giờ ngày 22, chúng tôi về đến cơ quan quân đoàn. Tính toán thời gian thì nhất thiết sáng 23 phải họp với các sư đoàn, lữ đoàn, phải giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng, bảo đảm cho các sư đoàn chiều 23 về đến đơn vị. Như vậy, bảo đảm cho họ có 2 ngày đêm để tổ chức chiến đấu từ sư đoàn đến đại đội. Vì đêm 25, tất cả các đơn vị đều phải vào vị trí chiến đấu để bảo đảm bắt đầu tiến công từ 18 giờ ngày 26, theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Đồng chí Ái đi vắng, tôi phải làm công tác của tham mưu trưởng. Cùng với cơ quan tác chiến, chúng tôi vạch ngay thời gian công tác thật chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc để bảo đảm 7 giờ sáng ngày 23 hoàn thành mọi công tác tổ chức tác chiến của cấp quân đoàn. Cơ quan tham mưu phải hoàn thành dự kiến quyết tâm trước 23 giờ. Từ 23 giờ ngày 22 đến 1 giờ ngày 23, họp đảng ủy và từ sau họp đảng ủy cho đến lúc trời sáng, chúng tôi phải hoàn chỉnh lại quyết tâm, làm kế hoạch tác chiến, làm các kế hoạch và chỉ thị về công tác bảo đảm. Quyết tâm tác chiến của quân đoàn 2 gồm các nội dung chính sau đây. Hướng tiến công chủ yếu của quân đoàn là hướng nước trong Long Bình, sau đó theo xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn vào thẳng quận 1. Hướng thứ yếu là Long Thành - Nhơn Trạch - Thành Tuy Hạ và vượt sông sang quận 9. Sư đoàn 3 được tăng cường một đại đội tăng, một tiểu đoàn pháo nòng dài đảm nhiệm đánh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một hướng riêng, mang tính chất độc lập chiến đấu nên không đưa vào kế hoạch tiến công của quân đoàn trên hướng Sài Gòn. Nhiệm vụ trước mắt: đánh chiếm toàn bộ căn cứ địch ở tả ngạn sông Đồng Nai. Nhiệm vụ tiếp sau: thọc nhanh vào Sài Gòn đánh chiếm phần quận 1, quận 9 và quận 4. Trong quá trình chiến đấu sẽ triển khai pháo ở Nhơn Trạch để bắn sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng 29 tháng 4 và chiếm được các cầu xa lộ, bảo đảm không bị địch phá trong đêm ngày 28. Nhiệm vụ các đơn vị: Sư đoàn 304 tiến công trên hướng chủ yếu, Sư đoàn 325 tiến công trên hướng thứ yếu, Lữ đoàn Tăng 203
được tăng cường một tiểu đoàn bộ binh, một tiểu đoàn pháo, một tiểu đoàn cao xạ, một tiểu đoàn vượt sông, làm nhiệm vụ cơ động thọc sâu, tiến vào chiến đấu từ cầu Biên Hòa trên xa lộ. Trung đoàn đặc công phải chiếm được hai cầu chính trên xa lộ và giữ vững các cầu đó để bảo đảm cho binh đoàn thọc sâu tiến công qua cầu. Nếu cầu bị phá phải qua phà thì rõ ràng sẽ chậm hơn tất cả các hướng. Lữ đoàn pháo binh ngoài việc tổ chức thành cụm pháo quân đoàn phải chuẩn bị sẵn một tiểu đoàn đi theo sau ngay trung đoàn thê đội 1 của sư đoàn 325 để chiếm lĩnh trận địa Nhơn Trạch, bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Trong việc hiệp đồng, khó khăn nhất là hiệp đồng với trung đoàn đặc công. Trung đoàn đặc công không có phương tiện thông tin để chỉ huy chặt chẽ từng giờ từng ngày. Chúng tôi cũng chưa tính toán được dứt khoát sẽ vượt các cầu trên xa lộ vào ngày nào, có thể là đêm 28 hoặc 29 và cũng có trường hợp đến đêm 30. Trung đoàn đặc công yêu cầu cho biết trước chiếm cầu vào đêm nào. Nếu chiếm sớm quá thì đặc công không đủ sức giữ lâu. Cuối cùng chúng tôi thống nhất chiếm cầu vào đêm 28 vì anh em đặc công tuy chưa phòng ngự bao giờ nhưng đây là chiến dịch cuối cùng. Anh em hạ quyết tâm nếu cần sẽ chiến đấu bảo vệ cầu trong một ngày một đêm chứ không phải mấy tiếng đồng hồ như trước đây. Cuối cùng còn vấn đề nhận nhau giữa xe tăng và đặc công. Khi tiến đến bắc cầu, làm sao biết bờ nam là ta hay địch? Trong lúc đứng về mặt chiến đấu, trước khi vượt qua cầu, lại phải dùng toàn bộ hỏa lực bắn thật mạnh vào bờ đối diện để tiêu diệt và chế áp quân địch đến mức tối đa, đảm bảo an toàn cho bộ đội vượt qua cầu. Nếu không nhận rõ bờ nam đặc công đã chiếm hay chưa, thì sẽ xảy ra tình trạng hoặc chế áp pháo binh vào đội hình của đặc công, hoặc sẽ bị địch còn ở bờ nam bắn vào xe tăng. Chúng tôi chủ trương, khi đến bờ bắc, trước lúc dùng pháo chế áp, xe tăng sẽ dùng súng máy phòng không 12 ly 7 bắn qua cầu. Nếu có địch, chúng sẽ bắn sang bờ bắc, hoặc chúng im lặng để chờ ta ra giữa cầu mới bắn. Như vậy, trường hợp có súng bắn hoặc im lặng là không có đặc công ở bờ nam, ta cứ cho pháo binh chế áp để chi viện cho xe tăng vượt cầu. Nếu đặc công đã chiếm bờ nam thì họ sẽ bắn pháo hiệu và dùng tiểu liên bắn đạn vạch đường về hướng Sài Gòn, chứ không phải bắn ra bờ bắc. Với quy ước như vậy, chắc chắn sẽ không bắn nhầm nhau. Tôi còn lo, sau khi họp xong, các đồng chí chỉ huy đặc công có truyền đạt được cụ thể những vấn đề hiệp đồng đến các đại đội chiến đấu không? Thực tế sau này chứng minh là những dự tính của chúng tôi đều phù hợp. Đặc công chiếm cầu đêm 28 và họ đã khống chế cầu suốt ngày 29 và đến đêm 29, chúng tôi qua cầu và cũng không xảy ra trường hợp nào bắn nhầm nhau. Sáng ngày 23, tất cả cán bộ sư đoàn, các lữ đoàn, trung đoàn trực thuộc đều có mặt để nghe phổ biến quyết tâm của quân đoàn và nhận nhiệm vụ. Hội nghị giao nhiệm vụ kết thúc ngay buổi sáng. Tất cả cán bộ cũng chỉ biết nhận nhiệm vụ giao như vậy, hiệp đồng như vậy, chứ họ không có thời gian để phát biểu thắc mắc này yêu cầu nọ như các chiến dịch trước. Họ nóng lòng trở về đơn vị vì mọi việc tổ chức chiến đấu trên bản đồ của hai cấp sư đoàn và trung đoàn phải xong trong ngày 24, bảo đảm cho các cán bộ từ sư đoàn đến đại đội đi trinh sát thực địa trong ngày 25 để đêm 25 đưa bộ đội vào vị trí xuất phát tiến công. Nhiệm vụ của cấp tiểu đoàn và đại đội được giao tại thực địa trong quá trình trinh sát. Khó khăn của tất cả các đơn vị trong quân đoàn là chưa biết một tí gì về địa hình. Quân khu 7 phái đồng chí Út Liêm cùng một số cán bộ tham mưu đến quân đoàn và sau hội nghị được phái trực tiếp xuống các sư đoàn để cùng các sư đoàn đi trinh sát. Các đồng chí vừa dẫn đường cho các trung đoàn đến ngay các khu vực tác chiến, vừa giới thiệu tình hình địch và địa hình. Với tác phong khẩn trương và kiên quyết, cứ đi thẳng đến chỗ có địch, nắm địa bàn, vạch kế hoạch triển khai lực lượng và đột phá. Các sư đoàn đều báo cáo đã giao nhiệm vụ được cho các tiểu đoàn, đại đội tại thực địa.
và đêm 25, các đơn vị đều tiến vào chiếm lĩnh vị trí xuất phát tiến công của mình. Quân đoàn đã hoàn thành bước tổ chức và chuẩn bị chiến dịch đúng thời gian quy định. Trong lúc ngồi tại sở chỉ huy quân đoàn, trong rừng cao su bên cạnh đường Xuân Lộc, Bà Rịa, theo dõi việc triển khai lực lượng của các đơn vị, nắm lại toàn bộ lực lượng và cơ sở vật chất, nhất là số lượng xe pháo và đạn dược, bản thân tôi cũng không khỏi ngạc nhiên là tuy phải hành quân xa, vừa đi vừa chiến đấu, nhưng đến lúc này lực lượng chúng tôi lại mạnh hơn bao giờ hết. Các sư đoàn bộ binh cũng như các lữ đoàn tăng, lữ đoàn pháo đều có trang bị mạnh hơn lúc tiến công Huế hay tiến công Đà Nẵng. Tất nhiên, trước hết, chúng tôi lấy được nhiều xe, nhiều pháo, nhiều đạn dược của địch để trang bị thêm cho mình. Nhưng điều đặc biệt là không một ai chịu rời lại phía sau, kể cả người bị thương, người đau ốm. Không ai muốn bỏ lại một khẩu pháo, một chiếc xe nào, dù xe pháo đó đã bị hư hỏng ít nhiều. Trước, chúng ta thường nêu khẩu hiệu càng đánh càng mạnh. Khẩu hiệu đó nói cho toàn bộ cuộc chiến tranh thì đúng, nhưng nói trong chiến dịch thì thấy không rõ. Trong một chiến dịch, chúng tôi chỉ thấy càng đánh, người và trang bị đều hao hụt dần. Càng đánh, càng thấy yếu đi. Đây là lần đầu tiên trong một chiến dịch, trong 2-3 chiến dịch kế tiếp liên tục, không có thời gian nghỉ, không có điều kiện bổ sung người cũng như trang bị. Nhưng rõ ràng ở đây thì đúng là càng đánh càng mạnh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.